Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương linh dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người thừa hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ngõ hầu sớm đoạn từng khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Theo cái chương trình này, hướng dẫn quý vị thực hành tứ niệm xứ. Nếu như mà chúng ta theo ngay từ đầu thì chúng ta sẽ đạt được rất nhiều lợi lạc. Đôi khi chỉ là đôi khi chúng ta chưa biết cách áp dụng cho từng trường hợp cụ thể của mình mà thôi. Và ngày hôm nay thì sư sẽ hướng dẫn quý vị thêm một phương pháp nữa rất cần thiết và rất hữu dụng dành cho quý vị. Đó chính là phương pháp quán tâm. Quán tâm trên tâm. Đức Thế Tôn dạy: này các tỷ kheo, thế nào là vị tỷ kheo quán tâm trên tâm? Ở đây vị tỷ kheo thấy tâm có tham, biết rõ tâm có tham. Tâm không có tham, biết rõ tâm không có tham. Thế nào là tâm có tham? Tâm có tham ở đây nói theo chú giải thì nó có tới 8 loại. Mà tham ở đây là tâm có tham liên hệ đến dục. Tâm có tham nó lại chia ra làm 2 loại, là tâm có tham liên hệ đến dục và tâm có tham không liên hệ đến dục. Tâm có tham liên hệ đến dục á, lại có 8 loại, mà chúng ta chia ra làm 3 cặp. 3 cặp đó chéo với nhau thành ra 8 loại. 3 cặp đó là gì? Cặp thứ nhất là tâm tham đó thọ hỷ hay thọ xả. Khi chúng ta nhìn vào tâm của mình hãy xem coi là tâm tham đó thọ hỷ hay thọ xả. Quý vị còn nhớ khi chúng ta thực hành quán thọ không? Thì có đôi khi cảnh xuất hiện quá nhanh, chúng ta không kịp chánh niệm đối với thọ của năm giác quan vật chất, nó dẫn đến tâm có tham. Ví dụ như chúng ta nhìn một bông hoa, nếu như chúng ta chánh niệm tỉnh giác, chúng ta quán thọ, thì chúng ta chỉ ghi nhận là mắt đang thọ hỷ, mắt đang thọ lạc, mắt đang thọ lạc, và chúng ta dừng ở đó. Cái thọ lạc đó và cái cảnh sắc bông hoa đó
nó không có cơ hội chạy xa thêm. Nhưng nếu như chúng ta rớt cái chỗ đó, làm cho cảnh sắc của bông hoa đó nó in vào trong tâm của chúng ta, thì khi đó chúng ta phải xem cái tâm của mình. Lúc bấy giờ tâm có tham. Khi chúng ta ngắm bông hoa như vậy đó, hãy xem tâm của mình đó, nó như thế nào. Tâm có tham, mà cái tham đó thọ lạc, thọ hỷ hay là thọ xả. Nếu như tâm chúng ta nhìn thấy bông hoa mà chúng ta thấy vui vẻ, yêu thích thì nó thọ hỷ. Còn mình nhìn bông hoa đó mà nó dửng dưng, nó bình thản thì đó là thọ xả. Thành ra những người mà chăm sóc hoa đó, ví dụ như là cắt tỉa cây kiểng hoặc là tưới cây, họ cảm nhận một sự an lạc, nó bình an, thì cái đó đó không phải là họ đang thiền đâu, mà khi đó là họ đang tâm tham thọ xả. Hoặc là khi chúng ta nằm ngửa trên hồ bơi, chúng ta không kịp phát hiện thọ của thân, ví dụ như thọ lạc, thì chúng ta sẽ khiến cho tâm tham xuất hiện. Tâm tham đó, hoặc là thọ hỷ, tức là ở chúng ta nằm, chúng ta chìm trong hồ bơi, chúng ta thích thú, chúng ta thọ hỷ. Hoặc là chúng ta thư giãn đầu óc, không nghĩ ngợi không gì cả, thả lỏng hoàn toàn, đó là tâm tham thọ xả. Hoặc là khi chúng ta nghe nhạc, khi mà cái thọ của tai á, chúng ta không chánh niệm bắt nó kịp thời để nó ảnh hưởng đến tâm, thì lúc bấy giờ tâm tham sẽ xuất hiện. Ở đây sư đang nói đến bài nhạc mà mình ưa thích. Nếu như cái sự ưa thích đó, đó mà nó mãnh liệt, nó sâu sắc, nó làm cho mình thọ hỷ, thì đó chính là tâm tham thọ hỷ. Còn mình nghe, ví dụ như nghe những bài nhạc không lời đó, mà mình thấy cái tâm của mình nó nhẹ nhàng, rồi nó không có nghĩ ngợi gì cả, nó cứ bình bình vậy đó, thì đó lại là tâm tham thọ xả. Cho nên nhiều người tự ý chế ra cái gọi là thiền uống trà, thiền trà, thiền cắm hoa, rồi sau này có thiền bơi, thiền nghe nhạc. Thực tế toàn bộ cái đó đều là hướng dẫn chìm trong tâm tham thọ xả, và đó là tâm bất thiện. Cho nên hãy cẩn trọng. Ví dụ như sư nói một cái, như là chúng ta gọi là uống trà đi, mà nhiều người gọi là thiền trà đó, hãy cẩn trọng. Khi chúng ta uống trà, một vị hành giả đúng thực hành tứ niệm xứ đúng, vị ấy sẽ ghi nhận cảm thọ chỉ có hai thôi: thọ lạc hoặc thọ khổ. Chứ người vị ấy không chìm đắm, không chạy theo cái vị của nước trà. Khi chúng ta chạy theo vị của nước trà là tâm tham sanh khởi. Mà nếu như chúng ta chánh niệm, chúng ta chỉ đơn giản ghi nhận nước trà vào miệng, thọ lạc, hết. Không chạy theo cảnh làm cho tâm, làm cho thân thọ lạc. Nhớ dùm sư, đây là một cái cốt yếu quan trọng mà người ta dùng cái từ là bí kíp, một cái khẩu quyết quan trọng, là ghi nhận cảm thọ
chứ không chạy theo cái làm cho cảm thọ xuất hiện. Khi uống trà, chỉ ghi nhận thọ lạc, chứ không ghi nhận mùi vị của nước trà, không chạy theo nó, đánh giá nó, phân tích nó. Đây là điều khác biệt rất vi tế và cũng rất lớn giữa người có thiền đúng và người không thực hành thiền đúng. Rồi sau đó, đó nếu như chúng ta uống trà đó mà chúng ta chánh niệm thì tới đó là hết. Thọ không có cơ hội làm duyên cho tâm tham sanh khởi. Nhưng nếu như khi đó chúng ta thất niệm, chúng ta cảm nhận cái vị của nước trà, nó làm duyên cho tâm tham sanh khởi, thì lúc bấy giờ cái lớp phòng vệ thứ hai của chúng ta là phát hiện tâm tham đó ngay lập tức và xem tâm tham đó là tâm tham gì. Tham thọ hỷ hay là tham thọ xả? Cái người mà uống trà mà họ nhâm nhi thoải mái thì chỉ có rơi vào hai trường hợp đó thôi. Cho nên mình tu cho đúng là không có khái niệm thiền trà. Tại vì mình uống cái gì mình cũng phải quan sát cảm thọ, mình cũng phải quan sát cái tâm. Thì như vậy việc mình pha trà nó chỉ phiền thôi. Trừ khi mình cần dùng thuốc, trà được xem như là thuốc á, xem như mình uống thuốc thì mình mới phải pha trà. Chứ còn mà mình hành thiền á, một vị hành giả không kiếm thêm việc để làm. Cái cặp thứ hai của tâm tham chính là hữu trợ hay vô trợ. Nghĩa là cái tâm tham đó đó xuất phát từ tự thân hay là bị tác động. Ví dụ như đêm về tự nhiên cái tham ái, tham dục nó trỗi dậy, thì chúng ta biết là tham dục xuất hiện, tâm có tham dục, biết ngay. Và cái tham dục này đó là tự mình khởi lên. Còn nếu như chúng ta nhìn vào một người khác phái, mà do nhìn người khác phái đó có những đặc tánh làm cho tham dục sanh khởi, thì tham dục đó đó là hữu trợ, tức là có tác động từ bên ngoài vào. Thành ra tâm khi xét về cái khía cạnh thứ hai là tự nó xuất hiện hay là có đối tượng bên ngoài tác động. Cái khía cạnh thứ ba đó là nó đi kèm với chánh kiến hay là nó đi kèm với tà kiến. Tức là tà kiến có mặt hay không có mặt. Tại sao mà chúng ta nói có chánh kiến mà vẫn tham? Chuyện đó hết sức bình thường. Có nhiều việc chúng ta biết nó là tầm bậy mà chúng ta vẫn làm. Do tầm tham á, nó chiến thắng. Chúng ta biết đây là tạo nghiệp mà chúng ta vẫn làm. Do tầm tham chiến thắng. Thì như vậy đó là tâm tham đó nó có đi kèm với chánh kiến chứ nó không đi kèm với tà kiến. Còn khi mà chúng ta làm nghiệp đó, chúng ta nghĩ là chắc không sao đâu, hoặc chúng ta không nghĩ đến nghiệp và quả của nghiệp, thì khi đó là tâm tham đi kèm với tà kiến. Ví dụ như chúng ta bị cái tham dục nó thiêu đốt, dẫn đến việc chúng ta phải tầm cầu những pháp bất thiện, thì khi đó đó do mãnh lực tham dục quá mạnh, chúng ta yếu thế,
cái tâm thiện yếu thế. Chúng ta biết rõ mình làm cái này là mình đi địa ngục, biết rõ mình làm cái này là mình sa đọa, nhưng biết là biết như vậy mà tham dục nó mạnh quá, mình chống không nổi. Do tâm quá yếu, quyết tâm không đủ mạnh, thì đó đó là có chánh kiến, nhưng mà tâm tham vẫn xuất hiện. Còn cái thứ hai, khi mình bị tham dục nó chi phối thiêu đốt, thôi lúc đó là dẹp tam bảo qua một bên, dẹp nghiệp qua một bên, mình không nghĩ đến chuyện sa đọa nha, không nghĩ tới, mình chỉ biết thỏa mãn cái dục của mình thôi, thì khi đó là nó đi kèm tà kiến. Sư thấy có một cái lạ như thế này, là chúng ta thường xuyên cầu xin ơn trên chư thiên phù hộ. Mình làm phước á, mình hồi hướng đến chư thiên, mình mong là chư thiên nghe thấy hoan hỷ. Mà nó lạ là khi mình làm bậy, mình không nghĩ tới chư thiên, chư thiên họ thấy hết. Từ cái chuyện mình làm cái gì, chư thiên họ thấy hết. Thì ngay cả khi mình làm bậy, chư thiên vẫn thấy. Chứ mình đừng nghĩ là mình trốn trong phòng, mình có một mình thôi là chư thiên họ không thấy. Đừng nghĩ là chỉ trong nội tâm mình nó ô nhiễm, chư thiên họ không thấy. Cho nên hãy cẩn trọng. Thì khi chúng ta thực hành quán tâm trên tâm, khi cái quán thọ đó nó thất thủ rồi, thì chúng ta lại nhìn vào cái tâm, xem tâm tham đang có mặt. Nhớ là chúng ta nhìn vào tâm tham, chứ chúng ta không nhìn vào cái làm cho mình tham. Ví dụ như mình nhìn đồ ăn, tâm tham sanh khởi, việc mình cần làm là để ý cái tâm tham, quán xét nhìn thấy tâm tham đang có mặt, chứ không nên tiếp tục suy tư về món ăn đó là cái món làm cho tâm tham nó sanh khởi. Nhớ đây là cái khẩu quyết. Hôm nay mình thấy miếng đậu hũ ngon quá, thì khi mình nhìn thấy như vậy ngay lập tức biết tâm tham sanh khởi, ngay lập tức nhìn vào tâm tham, chứ đừng suy tư về miếng đậu hũ đó nữa. Bởi vì chúng ta càng suy tư, càng nhìn thì tâm tham nó càng mãnh liệt. Chúng ta phải biết cắt duyên. Đó là việc quán tâm đối với trường hợp là tâm tham liên hệ đến dục. Nó có một cách khác khi mà tâm tham sanh khởi, cũng liên hệ đến dục. Như sư nói ví dụ miếng đậu hũ hồi nãy, một là mình nhìn vào tâm tham của mình, giải quyết nó, nhìn vào nó, chánh niệm nhìn vào nó, chứ không nhìn vào miếng đậu hũ. Nhìn tưởng tượng cái cảnh mình nếm miếng đậu hũ nó béo ngậy nó vào trong miệng, khi đó tâm tham nó đang xuất hiện đó, không tưởng tượng tới cái đó. Một là như vậy. Hai là mình hướng tâm đến, là mình quán thân trên thân đó. Ở đây là quán thân ngoài thân là như thế nào? Mình quán miếng đậu hũ này nè, nó là vô thường. Bây giờ đó nó là như thế, nhưng khi nó đi vào trong người của mình á, nó trở nên bất tịnh. Hoặc khi nó để đó mà một con rùa nó đậu vào miếng đậu hũ, nó sẽ trở nên bị bẩn. Hoặc để đó một vài ngày, nó sẽ trở nên ôi thiêu. Mình thấy được sự biến hoại của miếng đậu hũ. Khi đó trong tâm của mình á, nhìn thấy một miếng đậu hũ bị ôi thiêu, bị thối,
Và mình thấy rằng không có cái gì để mình xem nó là của mình hết. Không có cái ta và của ta ở trong miếng đậu hũ. Và như vậy khi mình ăn thì dù đó là một miếng đậu hũ thông thường hay là một miếng đậu hũ bị thiêu thì cũng vậy thôi. Và khi ăn thì chúng ta nhận thức rõ ăn chỉ để nuôi thân. Và như vậy cái tâm tham đối với miếng đậu hũ đó nó bị triệt tiêu. Đây là cái mà chúng ta ghi nhớ để thực hành. Hoặc là chúng ta nhìn vào một người khác giới. Khi chúng ta tiếp xúc với người khác giới, tham dục sanh khởi, thì việc chúng ta cần làm là gì? Ngưng ngay cái việc tiếp tục nhìn người khác giới đi. Phải cắt duyên ngay. Ngưng việc nhìn người khác giới, nhìn vào tâm tham của mình, tham dục của mình á, nhìn vào nó, ghi nhận đó. Và thấy rằng đây là khổ. Chính tham dục này là nhân đưa chúng sanh xuống các cảnh khổ, đưa chúng sanh đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là nhân cho các ác bất thiện pháp. Liên tục suy tư nhìn vào nó với sự nhận thức rõ ràng như vậy, tham dục có thể biến mất. Hoặc là chúng ta suy tư cái tấm thân đó, suy tư ngoài thân, tấm thân đó không có gì đáng để cho chúng ta luyến ái. Cái mái tóc đó, khi mà không gội nó sẽ trở nên dơ bẩn, bết dầu, bết dầu, rồi nó sẽ bạc dần, rồi cho đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành tóc của người chết. Rồi làn da đó khi còn trẻ thì nó căng mịn đầy sức sống, nhưng rồi đó dần nó sẽ trở nên già nua, xấu xí, chảy xệ, không còn đàn hồi nữa, da đồi mồi. Rồi nếu không tắm nó sẽ bắt đầu dơ bẩn, cấu bẩn. Thấy rõ cái tính khổ của nó, thấy rõ đặc tính bất tịnh và tính khổ trên làn da đó. Và chúng ta thấy được sự vô thường và vô ngã của nó. Từ đó đó, cái tham dục được chế ngự. Đó chính là quán thân ngoài thân. Nhưng mà nhớ trong suốt quá trình đó, chúng ta phải cắt cái nhìn ngay từ đầu. Không nhìn nữa thì mới quán được. Còn quý vị nhìn nữa thì mình càng nhìn á, cái duyên tham ái á, nó càng lúc càng mạnh, và mình không thể nào mình quán được nữa. Thành ra phải ghi nhớ cái đó. Từng có một vị nhìn thấy một người phụ nữ đẹp, và vị ấy tiếp tục nhìn người phụ nữ đó, và vừa nhìn người phụ nữ vừa nhìn tâm tham. Tâm tham không bao giờ mất, mà càng nhìn tham dục càng trở nên mãnh liệt. Cho nên chúng ta cần phải cẩn trọng khi đối trị với tâm tham. Hoặc khi chúng ta ở một mình, đêm về ở góc riêng, khi tham dục sanh khởi, chúng ta phải thấy rõ cái tham dục, nhìn thẳng vào nó, ý thức được rằng đây là khổ. Mình
tâm của mình đang bị tham dục thiêu đốt. Đó chính là khổ. Cái nhân của khổ chính là tham ái, là cái anh dục đó. Anh dục thiêu đốt làm cho tâm mình khổ. Và chính bản thân anh dục đó chính là nhân sanh khổ. Và chính nó sẽ dẫn mình đi đến các cảnh giới xa đọa. Chính bởi vì như vậy, sự từ bỏ dục là tối thượng. Mình phải nhàm chán với các dục, phải từ bỏ dục. Thì khi đó đó, chúng ta có thể ly dục. Còn trong trường hợp mà chúng ta quán xét nội tâm như thế mà chúng ta vẫn chưa ly được dục thì phải làm sao? Thì lúc bây giờ chúng ta bắt đầu quán xét các thành phần cấu tạo nên tấm thân này, từ tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, mật, đàm, tim, gan, mũ, máu, mồ hôi, phấn, nước tiểu. Quán xét từng món một, một cách có tập trung. Ví dụ, quán xét tướng bộ xương. Chúng ta nhìn bộ xương, chúng ta sẽ thấy cơ thể này là một bộ xương. Chúng ta thấy được bộ xương của cơ thể, nó có màu trắng. Và đây là đầu, đây là xương vai, đây là xương tay, đây là xương ngón tay, đây là cột sống, đây là xương sườn, đây là bàng quang, đây là xương chân. Chúng ta thấy rõ xương của mình như vậy. Rồi đó, chúng ta thấy cái xương này đó, nó đáng nhờm gớm, nó là bất tịnh, nó đem lại sự khổ. Và rồi đó, nó sẽ vô thường, nó sẽ già, bắt đầu nó lão hóa, bắt đầu nó biến hoại, nó có thể gãy, nó có thể mềm yếu, nó có thể giòn. Chính bởi vì sự biến hoại như vậy, nó đem lại cái khổ. Và ở đây không thấy cái tôi, cái ta nào trú ở trong bộ xương này cả. Thì có cái gì mà đam mê đối với sắc thân này? Khi chúng ta quan sát như vậy đó, tâm tham sẽ được loại bỏ. Còn nếu như ngay cả khi chúng ta đã quan sát một cách cẩn trọng, các cái tâm tham lẫn quan sát các thành phần cấu tạo nên tấm thân mà nó vẫn chưa diệt trừ được tham dục thì phải làm sao? Ở trong tạng luật có chỉ một cái phương pháp mà sư xem đây là gọi là cái tuyệt chiêu cuối của chư tăng. Tức là mình đã thử hết cấp rồi đó mà tham dục nó vẫn hừng hực, nó thiêu đốt, mình thấy rõ cái khổ của dục, nhưng mà mình không có cách nào để chữa nữa cả. Mình quán hết mọi cách rồi mà dục nó vẫn hừng hực thì phải làm sao? Bóc một miếng đất, bóc một miếng đất, bỏ vào trong cái ly, ly nước ấy, quậy nó lên rồi chờ cho cặn nó lắng xuống, uống cái nước đó. Nó sẽ làm cái chuyện gì? Thượng thổ hạ tả.
tức là mình bị ngộ độc thượng thổ hạ tả, thì khi đó cái thân nó sẽ chịu khổ khốc liệt. Nếu như mà chúng ta nhẹ thì chúng ta sẽ bị rối loạn tiêu hóa, và rồi tự mình có thể qua. Còn nặng thì có thể nhập viện. Cho nên hãy cẩn trọng khi dùng cái cách này. Bởi vì đối với các vị tỷ kheo thì sự chế ngự các dục, dù cho vì việc đó mà phải bỏ thân mạng, thì vẫn là cao thượng hơn việc bị các dục chinh phục. Cho nên khi mà mình vị tỷ kheo mà dùng cái loại nước đó thì thân nó sẽ chịu đau đớn khốc liệt, và vị ấy không thể dục nổi. Dù cho cái là gọi là dù cho cái tâm có muốn đi nữa, cái thân cũng chịu không nổi. Lúc đó thượng thổ hà tả, ai nghĩ gì đến cái chuyện tham dục nữa. Thì nhờ cách đó vị ấy có thể vượt qua. Rồi sau đó đó, các dục đó, nó mất chưa? Chưa chứng thánh thì tham dục sẽ còn. Nhưng mà lần sau á, vị ấy sẽ tởn. Nó giống như một người mà đã chọt tay vào ổ điện một lần rồi, mà lần sau kêu mình chủ ý mình chọt vô nữa là mình sẽ rén. Thì khi mà vị tỷ kheo mà dùng cái cách đó một lần rồi đó, lần sau là vị ấy sẽ ngại, và vị ấy sẽ nỗ lực hơn trong việc chinh phục các dục, chứ không để cho dục nó chinh phục mình. Thì đó là cách đối trị với tâm tham. Trong kinh sẽ còn vài phương pháp nữa, nhưng mà sư nêu ra ở đây là ba phương pháp tiêu biểu khi chúng ta đối trị với dục. Thứ nhất là quán tâm. Thì cái quán tâm á, là sư vừa mới hướng dẫn quý vị xong. Cái thứ hai là quán thân. Quán thân á, là sư đã hướng dẫn quý vị từ hôm trước. Rồi cuối nữa đó là mình phải dùng thuốc, tức là mượn cái bên ngoài để chữa cái bên trong. Và sư vẫn khuyến khích chúng ta dùng hai cách đầu hơn. Dục của chúng ta hãy cố gắng nỗ lực tự chế ngự. Chứ còn nếu như quý vị dùng cái cách cuối thì phải nói là mình quyết tâm dữ lắm, mà mình cũng phải lường trước hết sự nguy hiểm của nó nha. Tại vì vị tỷ kheo khi vị ấy tu á, là vị ấy tu với tâm lý thà ta chết chứ ta không bị các dục nô lệ. Thành ra là vị ấy sẵn sàng nỗ lực, thậm chí hy sinh cả tánh mạng. Còn quý vị thì hãy suy xét cho kỹ. Cho nên là có lẽ đây là lần đầu tiên quý vị nghe tới phương pháp này. Nó chỉ được nhắc trong tạng luật thôi, dành riêng cho các vị tỷ kheo. Và đây chỉ mang tính chất tham khảo, chứ sư vẫn khuyến khích quý vị nỗ lực sử dụng hai cách đầu tiên. Đó là khi tâm có tham. Còn khi tâm không có tham, chúng ta biết rõ là tâm không có tham. Tâm không có tham ở đây đó, nó có hai loại. Một là tâm thiện. Ví dụ như bố thí này, hoặc thí xả. Thì khi chúng ta bố thí như vậy thì tâm á, là tâm không có tham. Nhớ nha, khi chúng ta bố thí thì khi đó tâm của chúng ta là tâm ly tham, là tâm không có tham.
chứ không phải là khi mà chúng ta làm các ác bất thiện khác mà chúng ta gọi đó là tâm không có tham. Ví dụ như khi chúng ta nổi nóng, chúng ta mắng chửi, tâm của chúng ta chìm đắm trong sân, thì khi đó tham không có mặt. Nhưng khi đó chúng ta không thể gọi là tâm không có tham. Tâm không có tham ở đây phải là tâm thiện, ví dụ như bố thí. Và cái thứ hai là tâm vô ký. Tâm vô ký là sao? Là tâm phá quăng gá. Sư hướng dẫn cho quý vị một cách để chúng ta biết cái tâm vô ký đó là gì. Cái tâm vô ký này á, được áp dụng trong một số trường hợp chúng ta quá căng thẳng. Ví dụ như trong đầu của mình á, nó quá căng thẳng, những âm thanh, những suy nghĩ nó không buông được. Mặc dù nghe ông sư Hạnh Tuệ nói buông, nhưng mà mình buông không được. Hoặc là buổi tối khi mất ngủ thì chúng ta có thể sử dụng cái tâm vô ký này bằng cách nào? Hướng cái sự suy nghĩ, hướng tâm về cái đầu của chúng ta nè. Bắt đầu á, chủ ý thả lỏng nó ra. Khi sư đang nói, quý vị đừng có nghe không, mà hãy thử thực hành. Hướng tâm đến cái đầu của mình, chủ ý thả lỏng nó ra. Bắt đầu hít vào, thở ra, nó giãn nhẹ hơn. Giữ cho tâm á, ở một trạng thái không suy tư, không suy nghĩ gì cả. Giữ cho tâm ở một trạng thái trống rỗng nha. Hít vào, thở ra. Mỗi một lần thở ra đó, nó nhẹ hơn. Mỗi một lần thở ra đó, tâm á, nó lại trống rỗng, nó nhẹ hơn. Giữ cho tâm ở trong cái khoảng trống đó, thì đó là tâm vô ký. Sư không khuyến khích chúng ta thường xuyên chìm vào vô ký, bởi vì đó không phải là một phương pháp hành thiền, mà đây chỉ giống như một công cụ để khi tâm của chúng ta đó trở nên quá căng thẳng, mình bị bủa vây bởi những suy nghĩ chịu không nổi, thì hẳn dùng cách này. Mình không tập trung được. Thì sau khi mà chúng ta chìm tâm vào trong vô ký một lúc rồi đó, chúng ta đi ra đó, thì tâm của chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng thôi. Hoặc là khi chúng ta đi ngủ, chúng ta có thể chủ động chìm vào tâm vô ký. Thì khi chúng ta chìm vào tâm vô ký, giấc ngủ nó đến một cách tự nhiên. Mà ở đây sư gọi là chủ động đi vào giấc ngủ. Khi mà quý vị mới vào á, tâm của quý vị nó còn non nớt, nó còn yếu, cho nên sư chưa có chỉ. Chỉ đến ngày hôm nay khi bắt đầu đi đến phần quán tâm thì sư mới hướng dẫn. Cho nên những bạn mà về trước thì rất tiếc. Thành ra khi mà chúng ta nghỉ ngơi, dù cho mình chỉ có 10 phút, 15 phút, mình vẫn có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái, là khi mình để tâm mình chủ động chìm vào vô ký. Và sư nhắc lại một lần nữa, đây không phải là một phương pháp thiền, cho nên tránh lạm dụng. Tránh cái kiểu là khi chúng ta ngồi thiền á,
Thay vì chúng ta tập trung vào đề mục thiền, quán thọ, quán tâm, chúng ta lại chìm vào vô ký. Quý vị chìm vào vô ký, người ngoài nhìn vô không biết, nhìn đẹp lắm, người này ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ, 4-5 tiếng đồng hồ, không xin nhê. Thực tế là chúng ta đang chìm vào vô ký. Cho nên cái này nó giống như con dao vậy đó, đưa cho quý vị, hướng dẫn quý vị xài, mà xài tầm bậy là đừng có đổ thừa sư. Cho nên ở trong cái phần quán tâm thì có nhắc đến tâm vô ký, thì nhắc thì sư cũng phải nói qua cho quý vị biết, chứ không có khuyến khích chúng ta lạm dụng. Thì đó, cho nên cái tâm vô ký cũng được tính là tâm ly tham. Còn cái tâm nào á là tâm tham không liên hệ đến dục, sư nhớ là sư đã nói rồi, tức là mình ham thích làm thiện, ham thích bố thí. Khi chúng ta bố thí, tâm chúng ta thọ hỷ, thì nó là tham. Mà tham đó nó không liên hệ quan tới dục, nó không phải là bất thiện. Cho nên nó không được kể vào trong cái tâm tham liên hệ đến dục. Hoặc là khi chúng ta hành thiền, chúng ta hoan hỷ quá, tâm hoan hỷ quá, thì nó cũng là tham. Nhưng mà cái tham đó nó không liên hệ tới dục. Chúng ta phải phân biệt. Hoặc là khi, như sư nói ngày hôm qua, cái dục là cái chanh đá. Tất cả các thiện pháp chúng ta đều phải muốn thì chúng ta mới làm được. Chúng ta muốn bố thí, muốn giữ giới, muốn hành thiền thì đều phải muốn. Thì cái chanh đá đó, dịch là tham cũng được, mà dịch là dục cũng được, dịch là tham dục cũng được, mà nó lại không liên quan đến dục. Phân biệt cho kỹ. Cái thứ hai là tâm sân. Có đôi khi á, chúng ta cảm thấy thân của chúng ta khó chịu, nhưng khi chúng ta tách ra rồi đó, tách cái thọ của thân và của tâm ra rồi, chúng ta phát hiện là cái khó chịu này nó đến từ tâm chứ nó không phải đến từ thân. Do tâm của chúng ta khó chịu cho nên thân của chúng ta mới bị ảnh hưởng và nó khó chịu. Thì trong trường hợp đó, chúng ta hãy nhìn vào tâm của mình, xem xét kỹ tâm. Tâm đang thọ ưu. Tâm sân á, là nó đang thọ ưu, tức là nó khó chịu đó. Mà mình xem coi khó chịu nó là do đâu. Nhìn vào trong tâm, suy xét, nhìn, quan sát đó. Thì một là do các dục không được thỏa mãn cho nên nó sân. Tức là do anh tham á, ảnh là nguồn cơn cho anh sân. Thì khi đó mình quay trở lại, mình quan sát cái anh tham. Còn khi mà tâm mình sân, mình thấy rõ tâm sân đang có mặt rồi, thì cái này lại là một cái khẩu quyết y chang hồi nãy. Để ý quan sát tâm sân, cái trạng thái sân của tâm nha. Để ý quan sát trạng thái sân của tâm, chứ đừng quan sát cái làm cho mình sân. Ví dụ một ai đó mắng chửi mình, mình không chánh niệm được ở cảm thọ lỗ tai, cho nên mình bắt đầu mình nổi sân. Khi sân như vậy, quan sát trạng thái sân của tâm,
Mình thấy rõ nó, quan sát nó, chứ đừng quan sát cái lời nói để xem là họ nói cái gì nha. Đừng đi quan sát phân tích là người ta nói mình cái gì, người ta chửi mình cái gì. Và cũng đừng đi quan sát cái người mà đang chửi mình. Đây là một điều rất quan trọng. Khi mình sân, khi mình gọi là mình trầm cảm thì mình rất dễ sân với thiên hạ. Khi mình sân với người khác, cái người đó họ làm cái gì đó làm cho mình sân, thì hãy để ý trạng thái sân của tâm. Đừng để ý cái mà họ làm cho mình sân nha. Họ tổn thương mình, họ từng làm cho mình bị như thế nào đó. Đừng để ý đến hành động mà họ làm cho mình sân. Và cũng đừng để ý đến cái người làm cho mình sân. Tức là người đó lẫn hành động đó, đừng để ý tới nó. Mà hãy quan sát trạng thái khó chịu của tâm, cái trạng thái sân của tâm. Hãy nhìn vào nó, chánh niệm nhìn vào nó. Khi một cái hình ảnh của quá khứ của một người nào đó đã từng làm tổn thương mình, một lần nữa hãy nhìn vào trạng thái của tâm. Tâm sân, thọ ưu, thấy rõ. Nhìn vào nó, chứ đừng nhìn vào hành động mà họ đã làm cho mình. Đừng nhìn vào hành động mà họ đã tổn thương mình. Đừng nhìn vào họ, đừng nghĩ đến họ, đừng để ý đến họ. Cái mình để ý là cái trạng thái sân của tâm. Khi chúng ta chánh niệm nhìn vào trạng thái sân đó, chúng ta thấy rõ cái trạng thái này nè là khổ, bởi vì nó thiêu đốt mình. Rõ ràng mình đang bị cái sân nè, nó đang thiêu đốt mình, nó là khổ. Thấy rõ như vậy, liên tục quan sát, thấy rõ, nhận thức như vậy, đây là khổ nè. Nguyên nhân khổ là do đâu? Do mình có thân và có tâm. Chính bởi vì mình có thân và có tâm thì nó mới có cái cơ thể này để người ta tấn công mình. Chứ nếu mình không tồn tại, đâu có ai tấn công được mình. Chính bởi vì mình tồn tại nè, do tôi tồn tại nè, người ta nhìn vào tôi, người ta có tâm bất thiện với tôi, người ta mới tấn công tôi bị tổn thương. Thì do tôi có tấm thân này, nhìn vào tâm sân, nhìn vào tâm sân của mình, thấy rõ lý do để mà mình bị cái tâm sân này đó là do có thân và có tâm. Mà do đâu mình có thân và có tâm? Do mình đi đầu thai. Do đâu mà mình đi đầu thai? Do mình đã làm các nghiệp thiện ác từ đời trước. Do mình đã sát sanh hại vật, làm chúng sanh khác đau khổ. Đời nay cái thân này nó phải nhiều bệnh, mình khó chịu, mình bất mãn, mình bất lực, mình sân. Do đâu vậy? Do đời quá khứ mình đã tạo các nghiệp ác. Do nghiệp ác đó mình đi đầu thai. Do đi đầu thai có thân và có tâm. Do có thân và có tâm cho nên mình mới bị cái nghiệp bệnh như thế này. Hoặc thân thể nó bất toàn, bất mỹ như thế này. Hoặc do đời quá khứ mình đã từng phạm cái giới tà dâm, cho nên đời nay mình phải chịu nhiều đau khổ như thế này. Do đâu vậy? Do vô minh tạo các nghiệp từ quá khứ. Có sanh ra, có thân, có tâm, mình phải chịu cái nghiệp này.
Mà bây giờ á, nếu như mình không giải quyết tâm sân này đó, mà mình đi phản ứng lại với nó, thì mình lại tiếp tục tạo nghiệp, rồi lại tiếp tục đi đầu thai, rồi đi đầu thai lại phải chịu cái cảnh như thế này nữa. Khi mình thấy rõ tâm sân, khổ, nguyên nhân của khổ, thì mình mới hướng đến sự chấm dứt khổ. Bằng cách gì? Bằng cách liên tục quan sát cái tâm này. Sư nhắc lại một lần nữa, hãy quan sát trạng thái sân của tâm, đừng quan sát đối tượng làm cho mình sân. Dù họ đã từng làm gì, họ là ai, đừng quan sát họ, đừng quan sát hành động đó của họ. Nhớ, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Đừng suy nghĩ về quá khứ, chỉ nhìn vào cái cảm thọ hiện tại của tâm, nhìn vào trạng thái hiện tại của tâm. Tâm có sân, thấy rõ tâm có sân, thấy rõ khổ, nguyên nhân của khổ, thì mình mới hướng đến sự chấm dứt khổ bằng cách liên tục thực hành chánh niệm, thấy rõ, duy trì liên tục sự nhận thức đó. Bởi vì ngoài cách đó ra, chúng ta không có cách nào để thoát khỏi sự bủa vây. Không có. Đối diện với cảnh có thân là có đối cảnh, có đối cảnh là có tham và sân, nó bủa vây mình. Thì phải nhìn thấy rõ nữa. Thì ngày hôm nay chỉ riêng cái sân thôi đó, thì nó đã làm cho mình hết giờ. Chúng ta thêm một cái nữa, chính là cái trạng thái đối nghịch với sân. Nghĩa là chúng ta nên phát triển nha, để có được cái trạng thái đối nghịch với sân. Trạng thái cần phát triển đó là gì? Là từ tâm và bi tâm. Nhớ, từ nó khác và bi nó khác. Khi chúng ta nhìn cái tâm sân rồi đó, làm dịu cái tâm sân nó lại, tâm sân nó sẽ dịu lại. Chúng ta phát triển. Nếu như chúng ta phát triển được tâm từ, thì chúng ta phát triển tâm từ đến đối tượng. Nhớ nha, từ là một trạng thái tâm. Chúng ta đã nắm được trạng thái tâm sân, thì chúng ta cũng nên nắm lấy trạng thái tâm từ, hướng cái trạng thái tâm từ đó hướng đến đối tượng. Hãy thương họ, mong cho họ được an vui, tha thứ hết. Như người mẹ nhìn đứa con của mình, nó có làm sai cái gì, nó có hỗn hào cái gì, nó có làm mình tổn thương cái gì, người mẹ tha thứ hết. Không cần lý do, chỉ bởi vì nó là con của mình. Mình hướng tâm từ đến đối tượng, từ đó đó mình có thể hóa giải. Hoặc là mình hướng lòng bi mẫn của mình đến đối tượng. Lòng bi mẫn là sao? Người ta do vô minh đã tạo những nghiệp bất thiện, đã tấn công mình, đã xâm phạm mình, thì thật đáng thương. Bởi vì người ta sẽ phải chịu cái ác nghiệp do họ đã làm. Mình không cần làm gì cả, bản thân ác nghiệp đó nó đã là hình phạt cho họ rồi. Đời sau kiếp khác họ sẽ phải vì nó họ chịu đau khổ. Từ đó mình phát sinh lòng bi mẫn đến đối tượng. Cho nên đây là hai phương pháp.
Một là chúng ta quan sát cái tâm sân của mình. Đừng quan sát đối tượng làm cho mình sân và họ đã làm gì mình. Đừng quan sát, chỉ quan sát cái trạng thái sân của tâm. Sau đó thấy rõ đây là khổ nha. Đây là nguyên nhân khổ. Và như vậy mình nên hướng đến sự chấm dứt khổ. Sau đó, đó khi tâm sân á, nó đã dịu đi rồi, đã dịu đi rồi, thì chúng ta phát triển tâm vô sân. Đó chính là tâm từ và tâm bi. Thì khi đó đó quý vị sẽ thoát khỏi cái khổ đau. Và sư mong là quý vị có thể ghi nhớ và thực hành. Cái mà sư nói với quý vị nãy giờ đó, nó không phải là lý thuyết, mà nó là sự thực hành. Thực hành quý vị sẽ tự thân thể nghiệm cái mà sư nói với quý vị. Coi như là sư hướng dẫn dắt, dắt tận tay luôn á, tận tay dắt đi từng bước. Có lẽ sư chưa thấy cái chỗ nào mà họ hướng dẫn nó kỹ tới như vậy. Thành ra hãy nỗ lực thực hành. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh thọ hưởng tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tam Ma Giá, nam mô Sang Khai Giá.